Rồi, mến chào các bạn. Vũ Văn Bự mới vừa về một cái dàn, một chiếc xe, một chiếc xe rùa bánh xích hạng C. Hạng C có nghĩa là hạng lớn á, có cẩu luôn các bạn nha. Ui, hạ ben xuống, hạ ben xuống đã, lên ben hả? Bên kia lên chưa? Không được hả? Rồi. Ra cầu rồi chứ? Ra cần rồi. Đó, các bạn thấy không? Cực kỳ chất ha. Cần này 2 tấn 2 các bạn. Quê tục vô. Nhanh, rất là nhanh luôn. Hết chưa? Hết rồi hả? Con này tổng chiều dài được nhiêu ta? Không có mão được, nó có mã cho anh này 75 độ. 2 tấn con này, 2 tấn. 2 tấn, 2 khúc. Cái này 2 tấn. 220 là 2 tấn. Đúng, bán máy vô ông chủ kìa. Ông chủ à, kìa chỉ cho. Ông mà đang ngồi mặc áo sơ mi á, trắng trắng đó, xanh xanh đó, nghe điện thoại đó là ông đó nha. Chứ cậu đâu, không cậu đi đào chứ coi. À, vậy hả? Không, cậu thử coi. Con rùa này mấy tấn? Lên chân bên kia chưa? Gì á? Chế vậy? Hả? Đẹp chứ? Đây bây giờ sẽ câu thử mấy đào cho các bạn xem ha. Con máy đào này là máy đào gầu không máy vậy không? Gầu không máy. 01 hả? 2 tấn. 2 tấn rưỡi. 2 tấn rưỡi. Đây, câu lên xe luôn các bạn. Tránh ra đi. Có không?
Ồ, hỏng chân luôn hả? Rồi được rồi, hỏng chân luôn các bạn. Đó, ôi được rồi, rồi đưa ra coi, đưa qua anh này coi. À, 2 tấn, 2 tấn 2, quá dữ luôn. Rồi được rồi, đó công nhận là cái mà cái cần cẩu, cái cần này là phải nói là quá dữ luôn, của Nhật, zin của Nhật. Cái cần các bạn thấy không, nhìn sắt thép đồ của nó dày cui, 2 tấn mấy mà dày thật, nồi đồng cối đá. Rồi quá dữ luôn các bạn ha. Đây chiếc xe rùa các bạn thấy khủng khiếp không? Chiếc xe rùa này xe rùa mấy tấn? Xe rùa, xe rùa mấy tấn? Này là MSB, MST. À con này 3 tấn. Con bánh xù. 3 tấn. Đúng rồi. 3 tấn. Đây là 12 km/h. Tốc độ 12 km/h là dữ á, chứ đâu phải chơi đâu. Đúng rồi. Ha. Đúng rồi. Dữ dằn á. Quá dữ luôn. Ha. Quá dữ luôn mà. Giờ đi đâu? Xuống bài máy không? Động cơ hả? Nổ máy không? Nè, đây có một chỗ đứng rồi nè. À, có chỗ đứng đây làm chi vậy ta? Đứng á, giống như là mình chạy, mình phải chạy luôn. À, chỉ đường hả? Ừ, đó. Hay là đứng đây để chạy lui ra? Chắc gì cũng bị vậy chứ. Hả? Chắc, ngồi, chéo chắc, đúng rồi, chắc đứng ngay đây chạy lui nè. Rồi, để máy coi trong. Trời, hãng cô Maxu luôn ta. Cái máy này không chắc hơn 100 triệu ha. Cái động cơ á. Cái hỏi ông chủ ơi, bán bao nhiêu tiền? Bình dầu, bình nhớt. Một bình dầu, một bình nhớt. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì alo với ông chủ ha. Một bình dầu, một bình nhớt, thị lực bên kia. Rồi, xuống sàn để giấu. Rồi, được rồi. Ôi da. À, đèn đóm rồi rin luôn, đẹp quá ha, sáng len keng ha, đèn halogen, halogen đèn sáng ha. Rồi rồi, đèn halogen. Rồi bạn nào có nhu cầu thì alo với anh chủ ha, để mình hỏi ông chủ thử coi giá bán nhiều tấc đèn đi. Chủ ơi, có báo giá cái xe đó không? Xe cẩu đó hay là không? Có báo luôn hả? Có báo giá 220
220 triệu, tính ra 22 là rẻ rồi. Không, không, bữa trước á là cái chiếc xe không mà không có cẩu á là ông kia đã bán 220 rồi. Xe này ba tấn mà. Nó chở được 3 tấn, từ 3 tấn cho lên. Đúng rồi. 200. Có nếu cần cung cấp có hình ảnh bên Nhật. À. Chạy bên Nhật rút công bên Nhật đều có đi. À, từ bên Nhật về luôn. Có đầy đủ thông tin hết. Cái này là bên Nhật nó lên cẩu. Nhưng mà lên bên Nhật. Không để khi nào người ta mua người ta biết. Có nghĩa là lên cẩu mà lên bên Nhật cần cẩu của Nhật. Cần cẩu này là tốc độ rất nhanh, cần cẩu V Turbo mà. Cái xe này nó chạy tốc độ được 12 km/h. Cái cần cẩu này rất có giá nha. Cần cẩu mà UNC mà V Turbo này rất có giá. À. Nhưng mà nó chỉ có 2 khúc thôi. Nhưng mà chắc chắn. Nó nâng ba thằng chiếc kia 2.3 phải nâng nhẹ nhàng luôn á. Đúng rồi. Quá dữ. Rồi bạn nào có nhu cầu thì alo với anh chủ ha. Rồi, cảm ơn. Rồi, alo với anh chủ. Xong mời ta. À, đang ngoài sáng vô thấy nó mờ rồi, giờ thấy đẹp rồi nè. Rồi, ok. Rồi, để mình lấy tấm hình luôn để biết sao không? Để ốc cái kia. Rồi, ok. Rồi, mến chào các bạn nha.